Ok, chúng tôi sẽ hát bài ca khúc Mừng Xuân. Và bây giờ trên đây rất là nhiều ca sĩ mà có tới 45 tông khác nhau. Thành ra Phú xin được trải nghiệm là mở lấy tông đầu nhé. Anh Thái ơi, ráng. Cả năm bây giờ anh có chuyện một lần thôi. Cảm ơn một lần nữa quý chú, quý bác, quý anh trong Liên Minh Tĩnh Tâm.